làn khói ấm mãi tranh hiền bao niềm thương. Chiều ơi mây bơ vơ từ ngàn hương lạc loài nơi chốn quê, gió không biên cương lạc đường về tràn vào ngõ tối qua ngành lá nghe thơ than. Chào các bác anh em yêu audio. Quý vị thân mến, em Minh vừa mới về được thêm một cặp loa huyền thoại đến từ hãng JBL, cặp loa JBL Lancer 99. Đây là một cái cặp loa rất là hay, và trong cái phân khúc bình dân thì nếu mà ai đang tiếp cận những cái dòng nghe nhạc chuyên nghiệp thì chúng ta có thể là trải nghiệm cái chất âm của cặp loa huyền thoại này nhé. Cặp loa này trước hết là được ra đời vào năm 1968 anh em ạ. 1968 với mức giá là 486.000 yên. Kinh khủng khiếp. Một cái mức giá có thể nói là cực kỳ là khủng cho một cặp loa đến từ thương hiệu JBL này. Con này thì nó là đời lớn đó, đời lớn Giang Lancer 99 và sở hữu cấu hình là hai đường tiếng, một bát 35,5 củ. Toàn bộ cái củ loa hai đường tiếng, củ chép và củ bát này là toàn bộ củ loa là Anico. Củ bát là LE14A, bát là 35,5. Củ chép là LE20, có đường kính là 5cm và một thông hơi. Phía trước cặp loa này có cân nặng lên đến 46 cân. Rất là dễ phối ghép, trở kháng 8 ohm. Chất âm của cặp loa này trung thực, tái tạo rất là tốt, ba giải cân bằng và cái giải trầm của nó rất là hay. Ở đây thì mình đang phối ghép với chiếc âm ly Dinong 2400 mã, và vừa test đoạn đầu cái bài Chiều Tàn này, nó thể hiện cái ca sĩ giọng rất là tốt ạ. Phần lê căng ở đây là zin nguyên bản anh em nhé. Thì trước khi mà quay căng thì mình sẽ quay cho anh em thấy cái tuyến loa. Thì ở đây là cái loa bát này, mặc dù là trên 50 năm rồi nhưng mà cái loa bát mình muốn nhấn mạnh và quay cho anh em chúng ta rằng thấy nó rất là đẹp. Bởi mình bán cũng rất là nhiều cặp này rồi, thường thì nó sẽ về nó bị ố, nó bẩn rồi nó lem nhem bởi vì nó sâu đời. Thế nhưng mà cặp loa này thì về trong tình trạng còn rất là đẹp, từ màng loa rồi gân zin này, gân loa rồi cho đến cái phần kiềng này, anh em thấy rằng này nó rất là tuyệt vời từ năm 68 đến giờ. Màng loa đều màu không bẩn, và màng này là màng zin nhá, không có tân trai, em thấy không ạ? Nó còn hơi sần sần đây này, nó là màng zin của nó đó. Tiếng rất là hay, trung thực, âm thanh nó phát ra, âm hình nó rất là rộng. Và đây là cái e căng của nó, mình cũng muốn quay cái e căng này luôn cho anh em thấy rằng cái e căng của nó còn rất là tuyệt vời. Mà từ năm 68 đến giờ mà không hiểu sao cái công nghệ của người ta, Người ta đã CNC được cái phay gỗ như thế này rồi, lưới e căng đồng tiền đặc trưng của dòng Lancer 99 này anh em nhé, tuyệt vời luôn, e căng bằng gỗ luôn. Chiếc còn lại đây ạ, không có một cái lỗi gãy nào cả, rất là tuyệt vời cho anh em chúng ta chơi và sưu tầm cái cặp này, rất là đẹp. Và cái series của cặp loa này là trùng nhau anh em nhé, cách nhau một số thôi nhưng mà như vậy cũng là tuyệt vời lắm rồi. Lancer 99 đây ạ, 103876 anh em ạ, 876 thì bên này là 878 anh em nhá, 878. Quý mỗi cái phần series này đó, đó 878 về soi series thấy quá tuyệt vời mới gặp lại như này từ năm 68 đến giờ. Con này thì nó sử dụng cái phân tần LX4 anh em nhá, phân tần LX4 rất đáng chơi. Cặp loa này anh em cứ search Google ra một cái thôi là bây giờ bên Nhật những cái cặp loa này đấu trên 2 Faidu, giá cực kỳ là cao. Với những cặp loa đẹp như này thì cực kỳ cao và giá không, gần như là không thể mua nổi. Đó, nhưng mà trong cái video này hôm nay thì mình về hàng về được cặp Lancer 99 này giao lưu với anh em với mức giá cực kỳ là yêu, 16.500.000 đồng cho cặp Lancer 99 anh em nhé, tuyệt đẹp. Giá chỉ bằng cặp 616 hay là những dòng xinh xui bình thường thôi, hay là Pioneer 77A chẳng hạn.
77A bây giờ còn cao hơn ở cặp này. Tại sao chúng ta không chơi những cặp như thế này nhỉ? Đúng không ạ? Rồi em mình xin phép dừng video tại đây. Hiện anh em nào có nhu cầu sở hữu cặp loa huyền thoại với một cái chất âm cực kỳ là hay này thì liên hệ cho em mình nhá. Giá rất tốt rồi, 16.500.000 đồng.